Bảo vật quốc gia, tranh em Thúy. Miêu tả: bức tranh vẽ chân dung bán thân của một nhân vật em bé Thúy ngồi trên một chiếc ghế mây. Tác giả đặc tả em bé gái với tinh thần lãng mạn, tinh tế, trong trẻo với họa sắc sáng ấm, với những đường cong nhẹ nhàng. Nét đặc sắc của bức tranh, tác giả đã sử dụng lối bố cục điển hình kiểu châu Âu thời đầu thế kỷ 20 để thể hiện tâm trạng của một em bé Việt. Bức tranh là sự kết hợp nhuần nhuyễn của tâm hồn phương Đông cùng lối diễn họa học tập từ nghệ thuật phương Tây đương thời. Đơn vị lưu giữ hiện vật: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Chất liệu: sơn dầu trên vải toang. Kích thước: cao 60cm, rộng 45cm. Số lượng 1. Hiện trạng tốt: niên đại năm 1943. Tác giả: họa sĩ Trần Văn Cẩn. Họa sĩ Trần Văn Cẩn sinh tại Kiến An, Hải Phòng, tốt nghiệp trong trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương năm 1936. Ông được xem là một trong 4 cây đại thụ của nền mỹ thuật cận đại Việt Nam. Ông đã nhận được giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật xét trên lĩnh vực nghệ thuật năm 1996. Tranh đã được tu sửa vào năm 2005 bởi chuyên gia Australia. Lý do lựa chọn: đây là hiện vật nguyên gốc và độc bản, là tác phẩm được rất nhiều nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa, mỹ thuật đánh giá cao với đầy đủ các giá trị như giá trị lịch sử. Tác phẩm mang đến giá trị đánh dấu một giai đoạn lịch sử của mỹ thuật Việt Nam cận đại nửa đầu thế kỷ 20. Giá trị thẩm mỹ: tác phẩm mang phong cách riêng biệt của họa sĩ Trần Văn Cẩn, bậc thầy của mỹ thuật Việt Nam cận đại. Tác phẩm là sự kế thừa phong cách tạo hình phương Tây, nhưng lại được hòa quyện trong một tinh thần phương Đông rõ nét. Với chất liệu sơn dầu, tác phẩm tiêu biểu cho nghệ thuật tả chân, cũng như tiêu biểu cho thể loại tranh chân dung Việt Nam giai đoạn đầu thế kỷ thứ 20. Giá trị văn hóa: đây là một trong những tác phẩm đỉnh cao của họa sĩ Trần Văn Cẩn, tạo nên những ảnh hưởng mạnh mẽ đến các thế hệ sau thông qua chân dung em Thúy. Tác phẩm góp phần phản ánh hình ảnh xã hội Việt Nam trước cách mạng tháng 8. Bức tranh là một điển hình góp phần vào việc nghiên cứu các yếu tố, giá trị giao lưu văn hóa Đông Tây trên bình diện nghệ thuật tạo hình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ để lại một like và một lượt đăng ký kênh để theo dõi những thông tin hay về cổ vật nhé.